phát biểu gì, phát biểu đi. Bữa nay lần đầu tiên mà gặp My Idol luôn, rất là thân thiện cho mọi người nha. Tất cả mọi người nên follow, subscribe cái kênh của anh nha. Rất là thân thiện. Trời ơi, lần đầu tiên gặp ngoài đời. Quay mến, phim liền, mến hết chỗ luôn. Fan club, fan cứng luôn. Trời ơi, quá dễ thương nha, mọi người ơi. Có nghĩa là em nói là xem ở trong clip là thân thiện, nhưng mà ở ngoài đời thân thiện hơn ở trong clip luôn. Ai mổ bao nhiêu năm rồi đó? Từ nhỏ lớn luôn. Có rồi, ở bên miền Tây, ở bên miền Tây là lúc mà anh Long nổi tiếng là còn nhỏ. Dạ, lúc đó còn nhỏ mà. Lúc em mới có vô, 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 nè, tụi em đi nè. Đây là buổi tiệc gia đình sinh nhật của đứa cháu, cho nên nó là tình cờ thôi. Long đi hát không có tên thôi, nhưng mà được mời tới dự một cái buổi tiệc. Vô 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 vô. Nó có mới 16 tuổi thôi à, nhưng mà vui lắm, vui vui lắm. Nấu đồ ăn cho Long ăn nè, biết Long ăn chay là món đồ chay để sẵn
một cái tuần lễ như hôm qua nè. Mà nói là bất ngờ được của tôi. Hello everyone. Thích nhất là chỗ này nè nha. Coi như là thích nhất là chỗ này sao mà nó nặng dữ vậy. Bây giờ cây thì với em là bao nhiêu cây? Bao nhiêu lượng? Bao nhiêu? Sao không nói vậy? 20 lượng. Wow, chưa tính cái tay nữa nè. Giờ mấy ngón tay lên rồi. Đó, trời ơi. Tươi xanh này chị ba ơi. Tươi lắm nha. Tươi xanh luôn. Gọi trước nha. Bye.
Quý vị thấy là một buổi tiệc đó trong gia đình sinh nhật rất là vui, rất là ấm cúng nha. Thiệt là đến hai cái ớt về luôn nha, ghê không? Quá trời. Quá trời trồng ớt trái luôn rồi. Tạm biệt mọi người nha. Xong cái tiệc này em phải chạy thêm cái tiệc nữa 6-7 giờ chiều của ngày chủ nhật tại Boston, kỷ niệm tại Boston.